nếu như trong một cuộc chơi mà cứ sợ hãi rồi so bị so đo tính toán thì làm sao mà chơi được, và cuối cùng mình vẫn phải chơi và trời nó lại mưa. Khi mà vừa mới xét máy ra thì nó lại mưa, và đóng máy lại thì nó lại hết mưa. Bà nội chán ghê, bây giờ đóng máy ok và lửa đã cháy, trời đã mưa. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip sau.